Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chiều nay sẽ có một chương trình là lấy cá nhỏ đổi cá lớn. Chương trình chiều nay và tối nay và sáng mai nữa. Chương trình này nguyên đêm luôn á, ghê lắm. Đây, tình hình là cũng mới đặt lọp xong về nè các bạn. Đặt hai dạo được ký cá bóng vậy nè. Cua còn nguyên bãi chiến trường còn, mới soạn xong bó câu nè. Này cũng 30 cân vậy đó, cái cân này gãy rồi. Gãy bỏ nhà đi. Đem theo bắt công. Gãy rồi. Giòn quá, gãy cái còn cái đọt không à. Đó, bỏ câu. Không gãy. Cắm câu bằng dế với lại trùng không, không có cá bóng. Bữa nay nước ngon với lại có cua nè, đặt cá bóng nè. Đó, cá bóng số cá bóng nữa bạn. Này ký hơn ký á. Ngon lành chưa? Giờ lựa mấy số mà bé lớn 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 vậy nè. Đi đổi cá lớn nha bạn. Lấy cá nhỏ đổi cá bự. Chương trình này nhiều bạn cũng chắc cũng quen thuộc trên kênh mình này. Lấy bóng dừa cắm cá lóc, cái này là cắm cá lóc là hết sảy luôn. Mọi cá bóng này có cái đặc điểm là ngon nhất là bạn biết gì không? Thứ nhất là cắm ít hâu mồi. Tại cắm trùng dế thì các con ghĩa phá mồi chứ cắm cá bóng này là vô phương. Bạn cắm bỏ ngày đêm sáng luôn cũng vẫn còn mồi. Mà dính là cái đặc điểm nữa là dính cá lóc, ít dính cá chê với lại cá nhỏ nhỏ, cá gô, cá cá này kia, cá bóng rồi các kiểu bạn. Nói chung là mồi này là đặc trị cá lóc á, dính là dính lóc bự không á, ít hao mồi nữa. Bạn cắm câu đêm đem theo chừng 3-4-5 cá bóng thì là thấy êm rồi đó. Tại dính mới cứ hết mồi không ai sảy chứ không ai là nó không có hết mồi. Còn cắm mồi dế với trùng thì cá con ghĩa, con này không cá con không dám ghĩa đâu. Đó, bạn cắm cá bóng bự bự một tí vậy nè, cỡ này nè. Đó, này là bao dính cá lóc bự luôn. Cá lòng tông lại ghĩa nó quất nó nuốt lòng tông luôn. Mấy con cá bự này thì để cắm em cá sóc trăng. Đó. Ngon lành không á. Này mà đem vô trà ngon lành khô khô mùi thơm thơm mà dính em cá sóc trăng liền chứ không phải chơi luôn. Ghê gớm chưa? Bạn thấy mình kể ghê à. Công dụng của cá bóng nhỏ là cắm cá, còn cá bóng bự là cắm người. Thôi giờ vô lấy cái xô qua lấy cái xô ta. Soạn ít cá bóng nhỏ rồi mời bạn đi cắm câu với mình nha. Lên mương cắm câu. Quá đã cá bóng. Bóng chút chút không. Bóng dừa, bóng này bóng dừa các bạn. Rồi, giờ lấy cái thô rồi. Muối số cộng là để mơ mốt của rảnh đặt lọp tiếp với lại dọn mớ lọp này. Lên đường cắm câu thôi bạn ơi. Nãy giờ cũng lựa được mới cái bóng nhỏ nè bạn. Này cỡ 40 con vậy. Có điểm rồi, để là thiếu mất công lắm. Giờ lên đường cắm câu thôi bạn ơi. Trời chiều nay đẹp quá nè, chưa có cơn mưa lớn mà chiều nay trời im quá, bầu trời trong xanh luôn. Hy vọng là tối nay có cái, nói chung là động tĩnh nha bạn, đừng có im gu rồi được rồi. Đi lại mà động lia lịa cho nhịp đọt lia lịa cho là sướng 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 đó. Trời chiều ấm hỉnh luôn nhưng phải chơi. Khai trương cần đầu tiên ngay đây nha bạn. Đó. Cắm mồi này thì bạn dẹp trống trống tí cho con cá bóng nó lội, đừng có bám vô gì chân. Nói chung là cho con cá bóng nó lội liên tục á. Cá lóc nó thấy nó mới thu hút được cá lóc. Cắm mồi chạy là cái nó bạn cắm xa xa đại xa xa cắm cần. Còn cắm mồi trùng thì khi nó dính đủ thứ lương, cá lóc, cá chê, cá gô này kia các kiểu, có khi dính ếch. Mà khu mình đây đi giờ hết ếch rồi. Từ lúc thu hoạch chuồng ếch tới giờ hết ếch luôn rồi. Nên xa xa cắm cần tỷ lệ dính cá lóc nó nhiều hơn. Tại cá lóc nó số lượng ở đâu có đông được. Nói chung là mồi này là chiên cá lóc rồi. Rồi giờ lội dài vườn cắm hết số cần kia bạn ơi. Hy vọng là cắm xong quay về dính là sướng sướng liền đúng không chơi. Hình xui cái đó, hình xui. Nhưng khi cắm trước dính sau cũng chừng. Mấy cái mương bèo này cá lóc dữ lắm cá nè. Đi bờ là táp thì đùng 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 hoài luôn đó. Vậy mà cắm câu ít ăn lắm, nó khôn quá. Tối nay là có cá bóng là có thể bắt được nó rồi bạn ơi. Cá lóc rồi chết chứ tàu hết. Chiều nay có mồi bén nè. Đặc sản, đặc sản. Rồi dắt này mời bạn lên đường thăm câu mình nha. Đây mới cá bóng rồi bạn. Bữa nay xách cái xô nhưng mà bỏ theo cái túi bột mít cho nó an toàn. Để lạng quạng lập lại cái lịch sử năm xưa nó căng lắm. Lúc này biết khôn rồi. Chắc cứu. Giờ lên đường thăm câu đó bạn ơi. Bạn chúc mình
Đêm nay sướng 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 nha. Liệt đọt lia lịa là sướng sướng liền đó. Hồi chiều lúc mình cắm là cắm nước lớn, chắc này nước ròng rồi, nên chiều mình cắm hơi sâu. Chắc này chắc mình nghĩ chắc cái mồi nó cũng, mồi chắc này chắc nó cũng lúc nhầm cá chắc nó hỏng quá. Nhái kêu ghê. Hai cần chưa có hiện tượng. Này hết mồi hay gì ta. Cá bóng muốn chết rồi. Có hiện tượng gì nè. Phải cá lóc không? Ồ, cá bóng quậy tính đâu dính cá lóc không? Hết hồn. Ủa, nhảy. Từ xa không thấy dính. Đi là thấy lọ lọ, gọi sảy luôn hay vậy? Gì vậy? Rồi. Ê, cá lóc còn nằm đó kìa. Rồi sao vậy? Nè, nằm dưới nè. Sao bắt được? Bạn thấy không? Gối gàng này nè, nó đó, cái bóng đó nè. Mới xảy ra nằm đó, đem xuống mình chập thử rồi dính. Rồi, gọi lội đi luôn rồi. Chắc không dính rồi. Kệ, hên xui biết đâu được. Hiện tượng đầu tiên kỳ cục với ta. Giờ cho nó chuối xuống dưới mới bắt được. Nằm nè, bóng nè, ngay chân ánh đèn nè. Mà anh không có chuối thì sao bắt. Em chọc cho nó chuối xuống dưới. Để lấy lưỡi câu giật thử rồi. Đừng lội nha con. Sạm thiệt chứ. Lưỡi câu nhỏ quá. Nó còn bị ngáo nè. Nó còn nằm với nó ngáo ngáo nè. Tức thiệt. Ủa xí gì đó mà. Cũng sảy nữa. Đứng lại nha con. Ê đứng lại. Đứng lại đứng lại. Đứng lại ní. Dính 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 lại. Hên quá bạn ơi. Trời trời trời. Lần đầu tiên câu dính cá lóc xàm xí đú. Mày chạy đâu cho thoát. Số mày chết rồi con. Rồi cá lóc này có thể là đi vào lịch sử luôn nè. Lần đầu tiên sảy còi nhẫn bắt lại được. Giật mỏ dính luôn. Ghê thiệt. Tới số thiệt. Móc ngoài móc vô đàng hoàng nha. Ơi dính dính trong như dính cấm luôn nè. Ghê cho. nó dính lưỡi câu nãy giờ. Làm như nó đuối. Bạn nó ngáo rồi. Lội lội dưới á. Rồi con cá lóc này lan hoàng là lập kỷ lục mới luôn rồi nè. Tiếu thiệt chứ. Nhiều cái xàm. Xàm nhưng mà sướng. Vô túi mày. Con này là mơi phải khô khô mày tao mới chịu. Tính sảy nhưng mà không sảy nha bạn. Mua lửa hả mày. Mua lửa thiệt. Xàm nhiều cái. Hên. Bởi vì hay cũng bằng hên. Trời cái bóng nó gớt từ lưa vậy nhỉ. Lôi túi lưới ra gớt. Tiếu thiệt. Móc lại cái bóng sáng đổi còn cá lóc nữa bạn. Nãy giờ thấy là có lời đó. Mới hết con cục mồi là dính con đó. Là con cá lóc đổi được con cá bóng đầu tiên rồi đó nha. Tiếu. Chuyển lại thôi. Nhớ lại cá lóc mắc cười thiệt chứ. Tới xui cho con cá lóc luôn mà đúng hên cho mình luôn. Ôi, nhiều cái mắc cười thiệt chứ không phải cá lương. Lần đầu tiên bắt con cá lóc mà. Lịch sử gì luôn á. Hết mồi cái gì thấy cái dây dùng băng. Rồi còn mồi luôn. Phát hiện nó nữa nè bạn. Giờ đi đâu cũng gặp nó trơn trời. Ghê thiệt mấy con ếch dung nè. Bó tay thiệt mấy quỷ này nó khóa không. Thấy gì bạn cắm câu bằng trụng lại nó ăn luôn á. Nó khóa ngồi lắm gọi xuống nước lặn này. Nó là động vật là ghê gớm luôn á. Sống được trên bờ mà sống được dưới nước luôn á. Con ốc chào bá lửa kìa. Ghê chưa? Mà hồi tối nay không bắt ốc đâu, bắt cá thôi. Có hàng nữa bạn. Rắn trùng nè. Đang gình lương nó gì nè. Nhỏ à. Một xíu à.
cái bự bắt được nhỏ bắt làm nhiều công, để đi rộng đi nào bự bắt. Đó đó đó, hiện tượng mang ơi, biếu đọt rồi, biếu đọt rồi, đó giữ rồi, giữ rồi, giữ rồi, giữ rồi, giữ rồi, đó xuống chưa, rồi bắt lên để sảy lóc chê đây, cái chê luôn bạn ơi, chê ăn cá sống luôn. Ồ mập lù rồi, sướng sướng sướng. Lên hàng, lên hàng, chê luôn bạn ơi, chê ăn cá bóng nha. Đó trời ơi, con cá chê tơi tả tả thôi chừng gì này, cắn lộn rồi. Như mương này còn cá nữa nè, cái chê nó vẫn ăn cá bóng sống nè bạn, nào ăn cá con nữa bạn, mà ít thôi. Bạn câu lu mà còn dính cá chê nữa, con này nó tả tơi chân này, này nó còn dưới còn con nữa nè, hai con nó đấu đá nhau tan nát đời qua chứ. Chê này chê trắng nha bạn, xe con dây cũng dữ lắm, bởi vì liệt ghê, liệt mình không nhảy cá lóc dính chống chống nhưng hay nhảy lắm. Cái đuôi này cũng lành hết biết cái đuôi vậy, tơi bời qua lá hẹ chứ, chê trắng luôn nha, chất lượng luôn á, kỳ kỳ thì xấu mà mình thì còn đẹp, quá đã. Cá đầu tiên, ủa lộn, cá chê đầu tiên sao con cá lóc chết xui vô mày. Có bạn rồi nè, bẻ gai nó luôn, nó quên bẻ gai nó đâm cái nóc ao, chê đâm độc không thua gì cá ngát. Bạn là thịt độc rồi dính chưởng, lúc trước mà mới đâm cái mình nhức cả ngày, nhức tới nách luôn, đâm với giò mới nhức hút nách luôn, ghê lắm, nóng lạnh nữa, ngon lạnh hai em. Đó nãy giờ không có cần nào hết màu dân, bạn có mấy cái bóng chết rồi mình để đại không có thay, coi như là nãy giờ rồi. Hàng cá bóng đổi đựng con cá lóc, con cá chê rồi đó, cũng còn mấy cần nữa hết rồi. Xe giữ gì má, bởi vì mấy cá chê này nó khóa hoại. Kiếm cá lóc, cố tình kiếm cá lóc mà nó cũng vô nữa. Rồi tiếp tục nha, lần qua cần này sáng dính con chê nữa nè, chê thường ở cặp không. Mùa mạng này im quá mà cũng chết luôn măng này, con cá chê đó cũng kết thúc chương trình luôn, mấy cần kia không dính còn ngồi thinh, giờ lội dài về thua dở thiệt dở. Cá lóc táp đùng đùng không ăn câu, lội lội về hên hên dính đựng con coi. Mà chắc không có vụ hên hên ở đây rồi. Rồi tối nay được hai con bạn ơi, con lóc tới số với con cá chê, cá bóng còn thinh, coi như được hai cá lóc đổi được hai, ổ lộn, hai cá bóng đổi được hai con cá này đó. Không lỗ nha, còn mà còn đó mai thăm tiếp. Mồi này cấm không nhảy bằng trùng, ít dính bằng trùng nhưng mà dính cá ngon, dính cá lóc cũng nhỏ xíu, có bự mà bự gì đâu. Lóc tới số, nhớ là cá lóc tiếu cười hoài. Nhìn cá lóc là mắc cười à, dính mỏ nãy dính cái mắt mà chắc nó không xuyên qua được, bởi vì nó dễ sảy. Tới số mày chết là vừa rồi con, cá chê mà chê ngon, chị trắng luôn, mọc lù cái đầu con khúc rồi không, quá đã. Hai con này là im 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 rồi đó, tạm ổn, có cá là vui vậy. Giờ vô chờ, chờ đợi sáng mai thôi bạn ơi, hy vọng cái gì đó khủng khiếp cho sáng mai đi. Thường thường ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, còn theo đúng giấc này là mấy bạn biết gì không, sau buổi tối trời lại sáng. Rồi lên đường thăm câu tiếp tục bạn ơi, hy vọng sáng nay dính nhiều cá nha, sáng nay nước vô mưa ngon quá nè, đêm hôm nhưng mà dở thiệt, có hai con à, dính con ăn hên nữa, sáng nay nước ngon quá ngon, không biết sao đây, vô mưa ngập lúc luôn nè, vòng qua bên bánh bên kia thăm dài vậy. Hàng ốc đã tranh thủ buổi sáng ghê bạn,
sáng sớm nữa tranh thủ hâm nóng rồi nè, chơi liều phiều luôn. Hôm nay gì sôi bọt lên tim ghê gớm vậy, sôi bọt lên tim mà không phải rồi. Câu khu queo à, ổn cái bóng chích ngắt luôn, cá bóng chích ngắt, con gì chuối ghê trời, gì mà không dính, tính dính cá không, làm mừng hụt. Tình hình là sáng nay nghe cái mùi chất chớt nữa rồi đó nha, chục cân mười mấy cân vậy nè, chưa có mấy hiện tượng nữa chứ. Thua luôn, không biết tình hình gì đây nữa. Làm hơi lia lịa hai ba con bự bự sướng sướng á coi. Nước vô ngon quá, mồi cũng ngon quá mà. Sao không có cá? Còn câu gì đâu mà đứng đọt không hết mê rồi. Không xong rồi đại dương ơi. Cần có gì động động nước nè. Ồ không phải. Dây dùng băng. Nhấp nhóp nước tính đâu gị gị nhỏ nhỏ cũng đỡ. Hết mồi luôn ơi. Mồi nãy giờ mới con cần một hết mồi đó. Thua luôn. Ê có hiện tượng nha, đó đó đó, có cá nha. Ôi rồi, nghĩ coi lúc đọt luôn chứ phải chơi đâu. Bự hôm đây thấy cũng đỡ quá nè, khui đồ ngon. Mập lù luôn, cá đâu chứ bây giờ thăm đâu, cũng phần nửa, hơn phần nửa cần câu rồi. Con cá lóc đầu tiên. Cá quay rồi. Móc ngay gà má sao sảy nổi. Đi lại mà thấy động động nước giật giật đồ sướng. Cá con khúc à. Rồi. U nù, cá đầu tiên, lưng gù nữa. Đậu cúp xuống nữa bạn không? Cá này lưng gù rồi. Cá bị bệnh hoạn là chết phải mày. Cho vô bọc luôn. Đi lại thấy giật đi lại mà nhịp nước mà kéo ít xuống đã. Chỉ khuê. Con đầu tiên. Sao một đống cần câu. Sáng chạm đi về dài dưỡng phát lá đủ đủ cho mang ốc. Hai mai lao đủ dài vậy bạn thấy xuống gì đó. Bữa hay bữa hoặc chiều tối này cái đầu lên vớt ốc. Ốc nó hay bu đu láo đủ nó ăn. Lợi vớt dễ. Không công vớt tàn lan nó gom lên khi nhầm chỗ vớt cái chục con đã. Có mấy câu đủ, mấy con cái lá này nè, bạn gứt gì nè. Thấy mương. Vụ ốc luôn. Vừa sạch keo đủ vừa có ốc ăn nữa. Cây này tốt ghê, có con gì ăn vậy. Bác biết không? Trái dữ lắm, trái luôn. Xanh kỉnh. Ê, phải đánh cá không quậy dữ gì? Nên tìm dữ gì? Ồ, không phải à, không dây dùng đeo à. Kỳ ta. Ồ, có cá bạn ơi, cậu ướt nhẹp à. Rồi, sảy luôn rồi, này mới sảy luôn á. Kỳ gì? Cái giống này là cá mới dãy nè, gõ gan nè. Còn động nước, cậu ướt nhẹp nè. Cậu nước từ đầu tới đích luôn. Ồ, nó mới giật sảy luôn bạn ơi. Con cá bóng còn nằm đây nè. Trời, tức. Ừ, mới xảy cái bỉnh luôn. Ủ táp nhường cái bóng cho nè. Uổng thiệt chứ. Ừ, từ xa thấy động động nước. Giống hạch được hôm luôn. Mà chiếc này không bắt lại được rồi, chở chuối kìa. Ừ, chiếc này không bắt lại được như hôm rồi. Tức thiệt. Tính lụm rồi, ai dè chất quất luôn. Hẹn mày dịp sau nha mày. Nhớ nha. Dám chọc quê tao hả? Ê, ê, ê. Lỗi nhà hiệu vậy. Dính cá bạn. Cá chút xíu à. Vừa mới xảy con kia qua đây dính. Xảy con kia chắc bự, con này nhỏ xíu. Có nhất hôm giờ luôn. Kệ có nhớt được rồi. Xách cái quạnh kia luôn. Gọi nuốt nó con tử luôn rồi. Nhỏ mà ha, nhỏ mà lá có ăn.
ham ăn hút uống nuốt cái tới bao tử luôn, rồi mà chết luôn. Còn phải dính con kia nó ngon quá trời ngon, hai con lượt luôn, đã gì đâu luôn. Đóng cần câu rồi nè, hai cá. Gỡ nó ra cái cây nhỏ mà láo ăn thiệt chứ, tới ốc o luôn rồi, sao mà gỡ đây. Tìm đường cứu nữa coi. Hổn quá, hổn ăn gì đâu mà tú có tử. Cái này là nó nước ngập cái nó nuốt trọng cái bóng luôn, chắc cái bóng chết đó. Nó táp cái bóng chết rồi lại nuốt trọng mới dính sâu gì nè, chứ mấy cá bự nó ăn lại nó táp cái là dính mép mà, chứ nó không dính sâu, không có nuốt. Con này nhỏ nuốt luôn. Ách xì luôn. Khó ăn gì ta. Phải có kìm dễ gỡ, không có kìm khó gỡ quá. Rồi, ra. Có kìm mỏ nhọn dễ gỡ. Rồi, cá lóc thứ hai nha. Đem về luôn. Đem về coi nó sống thì thả nó lại. Vô bọc mày. Hai con cá hai dòng sông hẹn nhau cắn câu mà đều. Con bên kia sảy, con bên đây chết. Cái đống cần rồi, hai mấy cần rồi. Còn cũng 7-8 cần gì nữa hết đó bạn ơi. Hy vọng mấy cần sau nha. Cần này có dính không? Sao ướt nhẹp vậy ta? Đừng nó sảy nữa nha. Rồi sảy nữa thiệt rồi. Ướt nữa bạn thấy không? Ngập lúc nó nghỉ lúc câu xuống gì luôn nè. Còn cá bóng mà đều sảy bạn ơi, táp hụt. Táp cái bóng nhự chân này bạn thấy không? Uổng thiệt chứ. Cần chỗ hôm dính cá chê nè. Chắc con cá chê thứ hai đó. Hẹn dịp sau. Còn mấy cần cuối làm con nữa coi. Con thôi được rồi, khỏi cần nhiều. Hello. Cần nào cũng lú đọt chân gì. Bên đây chớt, bên kia quớt. Không nhịp đọt vậy chứ. Ê, con gì nó bên đó vậy? Con gì nó cũng rung cái con gì lộ nó gung gung vào cỏ luôn á. Ghê trời. Mường đã quá đã vậy mà không có cá cắn câu, dở thiệt. Rồi kết thúc chương trình luôn bạn ơi. Đêm hôm hai con, sáng nay cũng hai con luôn. Không có gì mới. Con này cũng sống rồi. Không chết đâu. Cho nó xuống mương thả nó đi. Ồ, xuống nhăn. Mạnh khù, bye bye mày. Nào 200g gặp lại nha. Kệ. Sáng nay cũng được con lóc ngon. Con lóc ngon này hùng với lại con chê với con lóc hôm nó cũng đủ bữa cơm mà. Đủ ngày không phải chơi đâu. Lóc này cũng được. Lóc đồng cái này đây vô địch thiên hạ. Đã mập lù khúc. Ngon lắm. Rồi kết thúc chương trình buổi sáng này luôn bạn ơi. Dạ, vô đưa mấy đứa nhỏ đi học. Trời ơi, ghê vậy má. Nguyên bầy quái thú luôn nội mẹ ơi. Trời trời. Nhìn cái sáng sớm nhìn cái ốc cục, ốc kéo gì nó nổi cuộn 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 vậy. Con này câu cá ăn mà. Này có mua con quỷ ăn chân cá nào ăn. Ghê quá, hồi chút lấy thuốc xịt mới được. Dữ lắm, dữ luôn, một nùi cái này mấy trăm con á. Thôi chào các bạn đây nha, chúc tất cả các bạn xem clip vui nha, gặp lại các bạn những clip sau nha.